Hello hello anh em nhà mình nhá. Xin tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái kênh của Laptop 99 Việt Nam này. Hôm nay thì mình có chuẩn bị một con số 4 cho mình cùng xem, đó chính là 30M luôn anh mình nhá. Khả năng cao thì lại tiếp tục là bơi vào đây để mà kiếm lời kiếm lãi mỗi ngày với cái bộ môn là baccarat anh em ạ. Trên cái cổng em là thiên đường trò chơi này. Vừa vào thì nói chung là cũng anh em ạ, em thấy không? Công việc hàng ngày của mình thì nó vẫn cứ là trông xe anh em ạ. Đấy, trông xe thì nói chung là cũng không kiếm bao nhiêu đâu. Nên mình tranh thủ hôm nay thì cũng đang có ít khách, còn mỗi vài xe thôi. Thế cho nên là cũng chuẩn bị một cái số này vào đây để kiếm lời kiếm lãi luôn anh em ạ. Kiếm luôn ngày công hôm nay nhá. Vẫn là cái bộ môn quen thuộc và cái số bàn quen thuộc, đó chính là bàn số 1 đúng không? Ok luôn này. Đấy, con cầu hôm nay chạy anh em thấy này, cũng khá là ok đấy chứ đúng không? Đây, tay đầu tiên thì nói chung là bắt đầu đặt cược này, chỉ chúng anh em cứ phập cho mình một con player đi, khoảng độ tầm 3M đi, 4M luôn cho nó nét này anh em ơi. Vốn tầm 30 thì mình sẽ đánh lên tầm 40, 45 là được anh em ạ. Rồi, bên mình thì 2 điểm, bên họ 6 này, bên mình lên 8 thì chẳng lẽ lại thua đúng không? Cứ phải gọi là ok luôn anh em ạ. Đấy, tay đầu tiên là đã húp rồi anh em ơi. Khả năng cao thì mình sẽ bắt con cầu nó là 123 em nhá. Tay này vẫn đi con player cho mình khoảng độ là 2M đi. Cứ từ từ nhẹ nhàng tình cảm trước đã anh em ạ. Rồi, bên mình thì là 0 điểm, bên họ về 1 này. Bên mình lên 6 thì chẳng lẽ lại chúng ta lại thua đúng không? Đây này, húp tay thứ hai rồi. Tiếp tục sang cho mình cái quả kèo tay này ở đây. Hiện tại lên 123 rồi anh em nhá. Mình sẽ bắt 124 luôn này. Đi cho mình con blazer này 1M kiểm tra thôi. Bên mình 1, bên họ 8 rồi. Bên mình về 0 thì bên họ lại về 2 này. Bên mình lên 9 thì chẳng lẽ lại không húp đúng không? Đấy. Một pha kiểm tra 1M thì vẫn cứ là ngốc anh em ạ. Vẫn cứ là ngốc luôn này. Đây, hiện tại là cầu nó lên được 124 rồi anh em nhìn này. 124 luôn này, 4 blazer rồi. Đánh sang cho mình con banker khoảng độ là 3M luôn này. Bên họ 0 điểm, bên mình 7 này. Bên họ vẫn 0 thì bên mình về 6 này. Ai da. Bên họ lại lên 8 luôn anh em ạ. Mất luôn 3M rồi. Quả này đi lại banker cho mình khoảng độ tầm 4M nè. 4M5 luôn này. Là thế 4M7 50 luôn anh em ạ. Gần 5M luôn đi. Bẻ cầu bằng đường luôn nhá. Bên họ 8 điểm thì khả năng là mình lại thua không nhỉ? Rồi, vẫn thua anh em ơi. Cầu bệt. Đây, cầu bệt dài đấy anh em ơi. 6 phát rồi. Khả năng tay này mình vẫn đi lại tầm 5M thôi. Tay này vẫn bẻ này. Bên họ 0 thì bên mình 9 này. Bên họ vẫn 0 thì bên mình 9 điểm ăn chặt anh em ơi. Tay này chủ yếu là tay đánh gỡ thôi nhá. Khá là run cho nên tay này mình chỉ quyết định là tay đánh gỡ thôi anh em ạ. Xong rồi cũng không quá là căng thẳng luôn. Rồi đi lại cho mình con banker này khoảng độ là tầm 4M nữa này. Cầu nằm hay nhảy ở tầm này. Rồi bên mình thì 8 điểm rồi em ơi. 8 điểm thì liệu là một pha húp chặt nữa này. Tuyệt vời đấy nhở. Đây hiện tại lên được 38M5 rồi em ạ. Chúng ta cứ đánh từ từ thôi đúng không? Không gì phải vội cả. Và thì cứ kiểm tra cho mình có banh cơ tầm 1M. Thôi đánh 1M đi. Đang định dã vào 1M5 anh em ạ. Thôi kiểm tra 1M thôi. Từ từ ăn chắc anh em nhé. Bên họ 7 cơ à. 7 về 6 này. Mình lên 7 anh em ơi. Ngon nhở. Một pha lật kèo cũng khá là ngon. 39M5 rồi. Thiếu 5 lít nữa là tròn 40 rồi.
Thôi đi cố gắng kiếm 5 lít nữa thôi nha bạn, cho tròn 40 này, phải đi luôn 5 lít 550 đi. Đấy. 550 em nhé, tài 550 nhá. Cho tròn 40 là nghỉ là đẹp này. 430 đến 40 thôi nha bạn, 1k nó chỉ thế thôi. Ui bên họ 8 điểm cơ à. 8 về 3 anh em ơi, 8 về 3 lại lên 7 nhưng mà mình lại lên 9 cơ. Ngon rồi. À, hiện tại là mình đã lên được 40 tròn rồi nha bạn. Cầu nhưng mà cầu hiện tại vẫn bệt ngon quá anh em ạ. Đây cầu hiện tại vẫn bệt bánh cơ ngon quá. Có lên theo không nhỉ? Cầu bệt khá là ngon luôn anh em ạ. Thôi thì mình cứ theo nhá. Theo bánh cơ 1M này. Các bạn quan tài này đi. Bên họ 2 điểm, bên mình 1 thôi. Bên họ lên 3, bên mình cũng lên 3 này. Bên họ vẫn 3 thì ui dồi ôi. Tay hòa anh em ơi, tiếc thế. Một tay hòa anh em ơi, hôm nay cầu hòa cực kỳ là ít luôn anh em nhìn nhá. Nhìn nhá, đôi hòa rồi này. Còn đây con hòa thứ 3 này. Mình cũng đang nghi là liệu có phải là một pha kép hòa hay không đây. Tại thế thì mình đi 5 lít vào con hòa đi. Nếu như được may được pha kép hòa thì nó lại là ok luôn này. Một bên 5, một bên 5 anh em ơi. Một bên này về 4 thì bên này lên 9. Ây da. Cầu vẫn bị bánh cười nha bạn, tiếc thế nhở. Thôi không sao chứ, tầm này nghỉ ăn non thôi. Tầm này nếu mà cầu này mà chạy thì khả năng vẫn dài nha bạn. Nhưng mà mình thì mình cũng nên nghỉ ăn non thôi. Hiện tại thì mình cũng đã lên được đây. Mình cũng xem đó chính là 39M5 rồi nha bạn. Đấy, lãi của độ là 9M5 rồi đúng không. Và mình sẽ phải tạm dừng cái con video clip này ở đây thôi nhá. Nếu các bạn thấy mình bắt cây cầu bằng lá này hay thì có thể là cho mình xin một like video và một cái theo dõi kênh. Có link tải game thì mình sẽ ghi một phần mô tả cho các bạn tải về nhá. Bây giờ thì bye bye anh em. Và bye bye tất cả mọi người. Bye bye anh em.